Xin chào các bậc phụ huynh và các con thân mến, đồng hành với các con trong năm học 2021-2022 đó chính là cô giáo Nguyễn Thị Hảo và cô Nguyễn Thị Nga. Do tình hình dịch Covid, các con chưa thể đến trường trong những ngày đầu năm. Hôm nay, cô sẽ giới thiệu với các con các góc trong lớp để các con tham quan và sẵn sàng cho năm học mới. Nào, xin mời các bậc phụ huynh và các con cùng tham quan. Đây là góc phân vai. Ở góc phân vai, các con có thể chơi bác sĩ, bán hàng, đi chợ mua những đồ dùng, rau, củ quả, thịt cá về chế biến món ăn. Ở góc xây dựng, các con với những nguyên vật liệu, đồ dùng cô chuẩn bị để xây những công trình mà mình mơ ước. Ở góc văn học, những bài thơ, những câu chuyện, những tác phẩm văn học sẽ càng hay, càng hứng thú hơn với những đồ dùng, hình ảnh, rối tay, rối rẹt mà các cô khâu. Sang tới góc học tập, với những đồ dùng cô đã chuẩn bị và cả những chiếc hộp xinh xắn kia, cô tin rằng các con sẽ rất hào hứng để đến lớp và cùng cô trải nghiệm hòa mình trong những tiết toán vui nhộn. Ở góc nghệ thuật, cả một thế giới âm nhạc được đưa vào và với những tiếng saxo, tiếng đàn, tiếng phách của các con, những tiếng âm nhạc thật là tuyệt vời phải không nào? Và những bức tranh các con vẽ sẽ được các cô lưu lại trên những giá vẽ. Ngoài những góc cô vừa giới thiệu với các con, trong lớp học của chúng mình còn rất nhiều những góc chơi khác. Các con có hào hứng không? Cô mong rằng ở nhà các con cùng với ông bà, bố mẹ, người thân sẽ làm tốt công tác phòng chống dịch để cô con mình sớm được trở lại trường cùng với nhau và sẽ cùng được tham gia các hoạt động ở trên lớp. Cùng sẵn sàng bước vào năm học 2021-2022.